bạn, hôm nay là ngày Christmas thì cả gia đình mình tụ họp về nhà ba mẹ chồng đây. Thì tất cả mọi người, nói chung chỉ có mới và anh chị tới thôi, còn mấy đứa cháu với lại còn ai nữa ta, mấy người anh nữa chưa có tới. Thì các bạn thấy không, không khí Noel gắn đèn Noel, còi gói quà nè các bạn, để dưới, để đầy nhà luôn. Hôm nay rất là đông vui nha, đồ ăn má nóng quá trời luôn, với lại có nướng gà. Gia đình giờ ăn kiêng các bạn, là không có ăn, chỉ tập trung ăn gà thôi, ăn gà ăn rau thôi, chứ không có ăn thịt bò. Thường là Christmas là ăn steak, nhưng mà năm nay là ngoại lệ á, là chỉ ăn thịt gà với lại má kho cá, rồi nấu canh chua các bạn. Gà, đây gà luộc, anh cam ăn gà luộc với lại nước nữa. Làm sao biến mất cái thẻ đó? Má nấu chè, rồi nấu cơm Ấn Độ cho chị mình nấu này, đủ món luôn. Cháo gà, này canh chua má nấu, món ruột của má. Cái gì cá kho với lại canh chua là món ruột nha. Còn đây là cháo. Đây là món chè chuối của má cũng rất là ngon nè. Bên đây có chè đậu đen. Ở ngoài bên ngoài á có để trái cây, với lại để ngoài đó, tại vì hôm nay lạnh, các bạn xuống hai mấy độ á, cho nên là không cần bỏ vào tủ lạnh cũng chật rồi. Các bạn nhìn thấy đây là má, những cái nón là má đen không, mà năm nào má cũng đen, có để ở đây nè. Rồi ai cần là mỗi người cứ đội lên một cái. Với lại sẵn tiện ngày hôm nay là ngày sinh nhật của bé cháu nữa, thì vừa tổ chức sinh nhật mà vừa ăn Christmas luôn các bạn, năm nào cũng như vậy hết. Còn bên đây sẽ là cái khâu bánh, bánh chị làm á hả? Thơm ghê chị cắt ra một cái thơm ghê. Này bánh chuối hả? Món ruột của chị đó. Có cơm trắng nè. Rồi bên đây có bánh bò nướng nữa nè. Bà chị ba. Bây giờ là người lớn, mấy anh chị em có đầy đủ hết trơn rồi các bạn. Còn đợi mấy cháu rồi đây. Chuẩn bị đang vô. Hello, Merry Christmas. Merry Christmas. Let's go ahead and rồi thêm mấy đứa cháu về. Đông đủ, đông đủ vui. Đây là còn thiếu vài người nữa. Còn thiếu thiếu cũng mấy chục người nữa ha. Thiếu cũng chục đứa nữa. Hiếu chưa về, đang về. Hưng nữa. Người lớn ăn nó chưa rồi nè. Hiếu về nhà ấm luôn, nãy lúc đầu lạnh bây giờ đông, con cháu về đầy đủ hết, đông ấm luôn các bạn ơi, nóng người luôn á. Một hồi chút vui quà này, chơi game nữa là vui lắm nha các bạn. Càng lắm. Em chờ đây này, đẹp gái quá à. Really? No. Oh, Chinatown. Not Italy. Nè, con của anh hai nè, gái lớn. Nè, con rể. Con rể người Taiwan. Joseph, what is that? Bartender là for margarita. Hola. Cái này ngon hơn bên canh cuốn luôn á. Tới giờ mở quà rồi các bạn ơi. Còn thiếu thêm vài đứa cháu nữa các bạn. Đông vui.
I got a stew. That was gonna be a sauce. Sauce, bro. Sauce are you? I'm excited. Yes, more. Next year, like coffee maker. Okay. It's an espresso machine. Oh. Vậy là ước gì là có đó luôn đó bé ơi. Để cho cô biết làm. Em hỏi cho cô biết làm không? Come on, thank you. Đêm nay là ấm rồi đó nha. Lát bệnh nó già nha. Mà nhẹ dữ ta. Tiền chứ là gì? Giấy không nhận. Giấy cho mọi người cái bao rác để đựng quà đi. Còn giấy nữa. Giấy không nữa. Mấy triệu nữa. Ba kìa. Ủa dạ. Ba vui lên. Mà nãy giờ á, nãy giờ cho mẹ không mà không có ba ông buồn. Em nói em mua chai 818 cho bé Nhi mà ông cười không kêu. Mua chai ông nói cho tôi xử hả? Chú Quân trốn rồi. Chú Quân có ai chơi chú Quân? Quên. Giờ là ai cũng bận rộn cầm quà, thử quà. Em à, quay phim đâu rồi, quay phim lẹ đi. Này, để câu cá rồi mua thêm chạy cầm đông. Để con mau rác không thị. Hello, hello. Một cái thôi chứ chi nhiều dữ vậy. Để đồ đem sách ra xe đi về đó. Trời ơi cho bao rác được quà nó mới ghê chứ. Trời ngồi nó lộn cái bao rác làm dục đó nha. Vui thiệt luôn á. Một năm chỉ có được ngày này là đông đông đúc vui. Không có ai mà dùng mà. Ủa xanh cũng có quà nữa hả? Khui quà đi anh. Mở ra mở ra. Sao vậy? Mở ra chứ. Chú Quân. Chú Quân.
ông cho lẹ đó nhậu. Bà nội kia, bà nội, bà nội kia. Nặng lắm á, mấy con khi vô cái này luôn. Ra nhà này thiếu khen. Khen gì đến nó không về luôn, cái chua chén gì vậy? Rồi mình sắp có chén cũ này rồi. Cái gì? Chén cũ. Mang có chén mới mình có chén cũ. À, nguyên bột phải cái gì? Phở. Tôi đựng phở. Ờ, chén ăn phở ngon nè. Yeah, con Thủy, trước xa from me. Vô cái giọng nó nha.
vợ chồng này nhiều quà quá nha. Cách vậy quá, phải thay đổi là cái này nữa. Vậy luôn á hả, thương quá vậy. Ông nội có quà. Ông nội mở. Thank you. Oh yes, yes, please, thank you. It's mine. Ông nội. Nhớ đi đi. Wow. Ba trúng bánh rồi. Ba trúng bánh rồi. Một cái dài luôn. Rồi. Làm như hay lắm vậy, làm được quá. Thích không ba? Mang thử luôn ba. Ô đẹp quá ba ơi. To heal from Danny and I. Oh my God. Đông vui ghê, con cháu tụ họp thì vui dữ sợ luôn. Một năm chỉ có một ngày này là đông đầy đủ nhất luôn á, mà vẫn còn thiếu vài người cháu nữa. Ê, con muốn quà của ai nè, nó kịp ông bà nội chị gì đó. Đi cánh cuốn được rồi. Ông thấy cái quần ông kêu đi cánh cuốn được rồi. Đâu đâu quay cho mọi người nè, mọi người xem nè má, đẹp không? Wow, đẹp ha. Dương ba. Chất hả? Không, những cái băng dớ. Có, mở dớ ra, cái này không có băng dớ. Cái gì vui vậy? Cái đó cười gì vui dữ. Look, are you? Oh my God. It's a baby. She said, "What?" He's so happy for her first time. She's so happy. What? Yes, another $50. You never know. Oh, water! Hey, the real gift. Yeah. Oh, yeah. Why did you get the girl so?
How do you play this game? Ông ba nuôi con của Dũng Thảo. Dũng Thảo. Bảo. Anh chờ đi nè, lúc nào bảo. I have no idea how to do this. Đâu anh nè. Má, má. Merry Christmas, Happy New Year. Wow, 2 đồng. Và kết mến được 2 đồng. Alo. Coi chừng có 500 mấy triệu đó. Alo. Năm trăm mấy triệu đó nhớ lạnh nhớ chi. Đúng một cái là giảm 2 đồng này thì Ken Kun. Đúng một cái là dẫn nguyên nhà này đi Ken Kun luôn. No more presents. No more presents. $20. We're rich. You win. $100. Not a winner. Stand it again. No luck this year. No luck this year. Zero. Oh no. This is for you. Oh my God, that's so amazing. Không có cái dớ, cái loại dớ mỏng lắm. Có cái dớ mỏng, cái dớ ba mang giày quá. Dớ đó là dớ lạnh, dớ ấm mà. Không có dớ thường thôi nhưng mà nó mỏng, nó mỏng lắm. Không mà nếu mà chặt quá đưa nó ra. Bây giờ phải ăn hết lại. Một hai ba Hải Trinh ba bình sinh. Màu xanh là màu em thích nè. Oh, okay. You're gonna agree to that. Jim Shark.
này là con nghĩ là chắc cái gì nữa, gì nữa, qua nữa hả? Khi đó là khi có quần đi Cancun rồi đó. Next Cancun trip. Tất cả mọi người chụp lại để mà chụp hình gia đình này các bạn. Cũng đông vui, đông vui. Tất cả những cái nón này là má đen hết á. Đội lên đi. À, nay đông vui luôn á. Ủa hết nón luôn hả má? Anh chờ ở đoạn khúc bồ mới chịu á. Where's Waldo? 7 in the morning. Bây giờ ngồi xuống đi á, phải ngồi xuống. Xuống hả? Sao mà đứng, sao chụp được hết ta? Vô ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ tất cả mọi người đang đợi chuẩn bị đem bánh kem ra để chúc mừng sinh nhật cho cái bé đang đứng này. Bé quần xanh xanh này, 21 tuổi, Thùy Vi. Tuổi này bắt đầu được phép uống rượu bia rồi đó. Còn bé này ngồi chứa bê. Bé này 30 tuổi rồi chứa bê nè. Cháu cố duy nhất này. Area. Nó là gì? Kiều hả bác? Tên gì? Tên Kiều phải không? Kiều ơi. Để biết tên Kiều không ta? Kiều ơi. Kiều ơi. Happy birthday. Happy birthday. Birthday girl đó. Birthday girl. Ủa gì? Cái bác của anh đâu? Anh cầm. Ba xỉn rồi. Kéo qua bên anh, kéo qua một bên. You broke, man. Rock it out.
Cầm cho tôi đi bà. Đây sẽ 4 tờ nãy. Đúng rồi. Tao cho 3 tờ và sẽ 4 tờ. No, we win. I win. Cầm cho Joseph. Wow. Tưởng này kiếm sắp đúng không em? Bà đưa quần này. Hey, the more center, the better. How many you left? Center. That's a lot of money. How much you want? $10. $10. Selling your baby, bro? Right. Oh! We need our center. Bitch, you have the baby on the night. Go for it. She can't have a little baby like this. Giờ này cũng là 12 giờ rồi các bạn ơi, tất cả mọi người sẽ đi về thì chắc là mình sẽ tạm ngừng video thôi nha các bạn. Gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Merry Christmas everybody. Là không